Đây hiện tại bây giờ là mấy chú cháu là lại con suối đây. Ây chê, úi tè tè. Đây giờ mấy đứa xuống lại chỗ này. Chỗ này là chỗ mới. Đây nè, nãy sư tử nó bắt ké nè. Đây ai xe nguyên một con ké. Còn cái này cái lóc chịu chưa? Cái lóc. Ừ. Đây, bỏ dưới nước. Nhìn đi. Úp cái không nữa. Ủa mà khiên xuống xuống chị. Đây mấy đứa giờ nó xuống lên bắt ké nè. Đi cái xuống. Ừ? Ừ đúng rồi. Đó ké đó. Đâu con giảm lên đâu cái. Ừ. Đâu ké lóc đâu à, cầm cho chú thích coi rồi. Đây. Bự quá. Rồi bỏ ra tí nướng đi. Trời ơi. Tí có cái bì nè. Giờ rồi mình có gì mà nó làm mình ăn cái gì xong rồi mình bỏ. Giờ mình làm gì trước? Nướng. Cái lòng ốc đó ơi, ốc ừ. Nó ương. Đúng rồi. Chết cho lộn nó ương. Đây chỗ này. Đi con suối đây. Điệp chưa? Ừ. Đúng không? Nó phụ sư tử đi. Sư tử kìa. Lấy đế không? Chi vậy sư tử? Giờ nặng quá không lấy xe đạp đi. Giờ Domini ơi. Dạ. Đừng có nhúm ở dưới này, nhúm trong cái bóp. Hả? Nhúm trong cái bóp. Cái này xẻ là mệt đó nha. Thôi con bỏ vô con đừng đập gì nên nó dính ra ngoài kia. Thì dạo. Không được đừng dạo tí nó. Kia. Trời ơi. Cho con mượn cái thùng quẹt. Mượn xịn đó nha. Chị không em mới mua con. Ừ đúng rồi. Ở lấy bị chắc chắn nãy cho kìa đưa đây. Coi đẹp nè. Cho luôn mày ha, cho đít nè. Rồi đúng rồi. Đâu vào. Xin lỗi vì đây đạp. Rồi được rồi, sư tử rồi. Còn mấy cái kia. Đó, rồi con lỡ con hút con bả gì vậy luôn. Đúng rồi. Cái này cái tấm được không? Được. Đầu con. Mấy con xui. Thợ không có con bé luôn không? Để ra thì ra. Giờ mày bỏ gì? Biết đi. Thôi. Ui kìa, nhìn thấy kìa đẹp đấy chứ. Chiêu chiêu. Chứ không rửa cái này cháu rồi.
chưa rửa mẹ. Rút cái cây ra giùm con nha chú. Giờ mình thử cái lưới của máu nha. Đây. Mình lưới xuống, mà thử có ké nào vô không? Rồi, ok, vậy đi. Chết suối mẹ. Không sao ấy, nó mới chết mẹ. Trời, ké làm đi. Mày lột cái vỏ đi. Mày đút cái tay nha. Mày nhớ đừng có quăng ở dưới đó nha. Thôi khỏi. Tí ăn gỡ. Đừng có cái đổ nước nha, cái cố. Trời, tao rửa lại. Nè, rửa lại rồi. Trời ơi, đây trời. Nó vừa đất ơ là đất. Ủa ơi, sao mình cứ chào con nhỏ. Đây, địa điểm mới nè. Ý là mình là người có người tốt đúng không? Đó, đổ. Ít nước thôi cháu ơi, tự nó ra nước. Rồi, bỏ lên luôn. Nhà không còn cái nắp hả? Không sao đâu. Không. Nắp chi? Nó không còn nắp được nữa. Ừ. Bị lấy cây nè, không còn nào. Đúng lên. Rồi. Đây, cây đứa. Rồi bà ké ở dưới đây. Ô Quỳnh. Rồi bảy ké. Bảy có ké vô không? Dưới đây nhiều ké lắm nè. Ở dưới này cũng có kế rồi. Có, chỉ chút nữa bông câu ra. Còn nó ăn hay không cũng hết. Bông là kế trên này nó ăn ốc nha. Đừng có ăn cơm như kế chứ nó chỗ cái bữa. Xong rồi lụm ba phá vô trong bị hết rồi. Đó cũng là một loại kế mẹ. Nhưng mà có chỗ ăn này thích ăn kia. Cũng như mình vậy. Cũng nhiều rồi chứ. Cũng như mình vậy, thích ăn này thích ăn kia. Đúng không chú? Mẹo nữa cho tình. Cũng như vậy. Mấy chua re mẹ. Bên đây trước. Đây nè, em trai nè. Thử mua tôi, thử không mua tôi. À, mấy đứa làm món gì đây? Úi tà tè. Đế này nó ngon lắm. Ủa sao nó nhiều nước như vậy? Chớp với mấy bạn đó tình anh em nhau mà chớp với mấy đây. Ui trời, chia. Chia sẻ hả? Mấy con này nè. Cái gì đâu? Quanh đầu mày thì tin nó nhưng lẹ. Mà nó thơm hơn. Không, nó như thì tin. Nó ngọt gắt. Quê là quê. Nó cái này nó ngọt gắt. Ừ. Ngọt gắt mà nó ít mùi thì tin. Nó mùi hóa học. Đúng rồi. Đây còn nữa. Đi ăn mà không một chút cũng có giúp. Trời ơi, kẹp hay chưa? Ủa, ăn mà nhớ đậm nước miếu không chào, mình nợ. Ăn con này vô cái đời. Chớ vô. Ủa, sao của cái hố sao nó tiêu hết rồi. Để chơi tội lỗi khi mua cái này mà mình không ăn được nha. Ủa? Không có ăn muỗng ta ăn. À. Không, lại đi đi tầm đi. Này. Đây treo với mày. Treo giấu nha. Con tìm về đúng không?
này giờ tôi lấy cái này làm đi uống. Thấy chưa? Đây, uống trà này. Đây, đây, đây. Ôi trời, cảnh giờ chiêu chiêu chứ vậy. Leo, hồi sáng là con đâm rồi đó. Hồi sáng là con đâm cho phân đây lên đây. Nhà nước ở đây nè, hơi cạn. Vút tóc quen gì, vút tóc quen, máy chiếu cho chị Lê đó, xong rồi nè. Vậy giống nàng tiên kế chứ hả? Chụp như mấy đứa lớp 6 vậy. Mày đó đây nè. Xong lát, đúng, đúng lát rồi, mà chiếu gì nè mèo. Đi đi lại, mình chơi là mình chơi số này là số 6. Bèn tạo đi đâu biết. Ủa? Nó đẹp. Đồ khé chưa. Kế giờ đó lại em lấy đây em cần đi. Đúng rồi. Em đó đúng rồi nữa. Em con. Mẹ em có gì câu. Thấy không? Ấp đó. Đây giờ sư tử đang làm cần đây. Tí nữa là mình phải bắt ké lên mình. Mình cũng ăn. Ồ, ừ. Cái to kìa. Ui, nó đi đàn kìa. Ồ, wow. Đó. Đây nè. Bình tĩnh chút đi. Có gì đâu mày. Nhông nheo như vậy. Kìa. Ui. Con chưa no mà chú non. Đẩy hết đầu luôn Phúc. Tao đẩy đầu đó gì đi Phúc. Đi đi chứ. Đi uống anh em ơi. Đúng rồi. Các cái chú này nhanh chanh lên tôi nha. Chú này chuyển cái lầu bên đây chứ. Cái lầu chính giữa. Đi luôn. Con đây, tiếp theo nào. Rồi. À, mọi đi. Người ơi, mình xin bóc phốt ông này nha mọi người. Đó giờ mới lội diện á. Dạ, mới lội diện rồi. Ông chú đang làm gì chơi ông chú ngầu. Chú gì là ngầu. Đây, bắt cái này. Cũng quay tảo không? Thì thử đi. Thử đi nghe cầu cần. Ủa sao này lâu chứ ta. Dạ. Hê 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 giờ hẹ nó xuống. Giờ hẹ được. Hê hê. Nó keo quá sư tử ơi. Con lồng này. Lòi nóng rồi vô. Nhiều cái hố à, ở đây mình chia lại. Ủa cái ép hết không? Cái này xuống rồi chú. Ông kiếm cái này dạ. Nè, cái này nó không có nóng nè. Bây giờ ấy đổ cái phòng tay á. Đây. Từ. Cái xô này nè, con bắt bỏ dưới luôn. Thôi được nha. Rồi sắp xuống. Rồi. Ô phòng tay không? Để không? Không. Cái này là giống cái bẫy ở nơi dưới miền Tây luôn chú. Ừ. Nó có nguyên cái lồng ở dưới miền Tây luôn chú. Phúc, mày nói hay thiệt, nó thường ở đây luôn. Hả? Đâu, cầm tao đi luôn chú Tử, để nó chạy mất. Hoài không? Này, kế đây. Kế đó sức sống nó mạnh liền. Còn cái lóc. Bỏ luôn đi. Ừ. Không. Thì để nướng cho sầu luôn. Ngon.
Mày má uống con mèo đúng không? Ủa? Ừ. Nãy tao thấy nó phun trục cục nước miếng thôi. Này, đèn sôi rồi, để vô. Mẹ em xanh. Còn sư tử đèn cầu ké kìa. Thôi giờ đi đâu nữa? Nó có nguyên cái bè xi măng đó luôn. Ừ. Sau nó cái đây nè. Cái ngọt ba tôi vú rồi. Ủa sao nó ngọt dữ vậy? Chị con cái lộn lộn cái này cái đé nó mới ngon. Ngọt quá. Ai gì mày chứ bị kêu ngọt mày. Đất gì đất dữ trời. Này sư tử cho nó đang câu rồi. Ok mà. Cái gì? Cái này để mày bỏ này ghép bự lắm. Bỏ nha. Hả? Thảo khỏi đi sư tử ơi. Của người te bỏ đó làm sao? Vô te con. Đừng. Cái gì? Ủa? Nó chảy nước. Cái gì vậy? Chú kìa, chú kìa, phụ hay? Nào đi. Không. Chú kìa, xin phụ ở đây rồi. Yeah, hai đứa mẹ chưa. Tụi mày ông lại đó, tao lại nha. Ừ. Cái hố lại xuống luôn đi. Đỡ. Mọi người ơi. Mọi người ơi, cái ông này là ăn không mới có mọi người. Ông chỉ lo ông quay thôi. Ông không có phụ giúp gì tụi con hết nha mọi người. Bóp phốt. Thế này chưa hỏi bóp phốt đúng không? Trời ơi. Chạy ra, bắt về luôn. Mọi người ơi, chạy luôn. Chạy luôn. Rồi, mày bỏ cây đi dưới, bỏ cây đi dưới. Rồi, còn cây này là... Còn cái cây này là ghét ở trên tảng đá. Quay bên đây nè. Chú chồng bên đây nè. Bỏ trên đây gì ghét gì đó. Rồi một cái là bỏ dưới đúng rồi, còn một cái là ghét lên trên. Rồi đua dưới đua. Kêu kì xuống. Còn hai đứa đi. Nhưng mà cái sắt nó hơi dài. Quẹt lên. Cái bẫy đi. Nó mới sôi chứ con. Đâu á? Một con sư tử nè. Đây kìa. Rồi ok rồi đó sư tử ơi. Cảm thấy ổn rồi. Cái bự mà. Ê, nó ướt. Là cơ, là mát cơ. Kìa, ở trên kia kìa.
Đây gì kia. Đi phải ké đâu vậy? Đâu 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 đâu. Ồ u ké to. Hả? Đâu? Cái gỡ đâu? Cái bên đó gỡ đâu? Hai cái nhỏ quá. Tắt luôn. Thêm lên. Gì hứa cái gì hứa cái gì hứa hứa không? Tới con gì nè? Cua. Mà cua. Không biết trời. Đâu ké đâu? Đâu? Ừ, giống con rùa chứ mà. Không phải. Ké dữ chưa? Rồi ké dữ chưa? Thì con đường nó dính bên đây không sư tử? Đây đây nè. Thôi bỏ yên vậy đi. Ủa mày sao thẻ gì mày được ké vô đây ta? Biết đâu. Không hiểu luôn. Đây. Săn bắt. Này đi trộm như săn gì. Đó đâu? Này mày nhớ. Ừ. Đây là trong cái vũa tay, tay, tay không? Tay không bắt ké hả? Ủa ké nóc bự chưa? Đâu? Nè. Ai xe, to chưa? Đây, còn thằng quẻ đây. Đừng kéo lên, đừng kéo lên, đừng kéo lên. Đây, mấy nhỏ kìa. Chèo có kéo không? Chắc gì có. Bây giờ nó đổ. Không có. Gì không à? Còn sao không có không? Bỏ xe về, bỏ ép trên đất luôn. Rồi, đúng đây. Đó, đàn ông con trai với đàn bạn cá đàn cho. Dữ dằn chưa? Ủa là thôi thứ mèo. Kia cái nhỏ kìa. Ừ, cái nhỏ này nó có cái cây tia nó nổi. Cái này cái sắt nó chìm. Còn sao đỡ gì mình đi vô hay ta? Không biết đỡ gì sao ké vô hay chưa. Trời. Con sư tử kìa. Chữ là bắt ké. Đâu? Cái lắp vàng. Ui chị. Thì đúng không? Ừ. Luộc con cháu luộc nó nè. Ừ. Ké mà sao luộc. Cái này để nuôi vậy. Ừ. Ở trên mẹ con có mấy con ké mà kiểu cái bụng tròn tròn, cái tròn tròn. Ừ. Mày đó đỏ điên điên á. Ké mày đuôi vậy? Tắm đi nước mát á. Hả? Tắm đi nước mát á. Mày tắm đi. Tắm trước rồi. Sao mà mày tắm sau? Này. Món này. Ké úi vậy. Đây. Trong khi chờ nó chín. Đây sư tử xuống như này nó mò cua bắt ốc gì. Đây nó đang sâu vậy. Con sư tử kìa.
thu che. Hai đứa kia nó xuống dưới kia luôn rồi. Đây, hai đứa kia kìa. Dưới kia cầu câu dưới kia kìa. Ai xe, úi tà tè. Lóc lắm. Cảnh đẹp chơi chiêu chiêu chứ. Đây. Ai chà, úi tà tè. Cái hố này. Không mang không? Không ăn rồi mình lên mình ăn. Kìa, sư tử kìa. Còn sư tử ấy vậy? Chở chú tí lên. Kìa sẽ luộc. Luộc cái món kìa cho nó chín luôn. Một tí cho mấy nhỏ lên nó ăn. Ây chà, úi tà tà. Kìa nè. Kế đây tí à, nướng sôi rồi sắp chín rồi. Mèo ăn mèo. Cứ ăn hết đi. Ok đi. Mày nhỏ đi cầu ké nè. Cứ ăn về cứ ăn cái đó. Hút ben. Đúng rồi. Cậu ăn đi. Đã bị ít thôi nha. Đập bé. Bả cho mày luôn. Cái này chết rồi. Bả đi. Lụm ra đó, nó câu. Ok, đó chưa tí nướng vậy. Nó ghê trong câu. Ủa con này non thì mà ăn ốc luôn á. Ngon. Ốc chú nè. Ốc này. Mấy cái này ăn tôm không à. Ốc không ăn. Cái này nãy có tôm thì ngon à. Cái này còn sống thôi. Sống đâu? Sống nè. Sống thì bỏ lên nướng tiếp. Đỡ đây câu. Ồ cái muối ngon quá chứ. Con làm á. Ừ. Thiệt muối ngon. Con làm cho ai ngon. Con nào ấy thì chưa con lá chưa chín sao á sư tử à. À chín rồi nó khô rồi. Nè. Nó đồng nữa nè. Ngon quá. Dỡ kia không? Dỡ kia không? Ê. Cứ ăn ngon miệng nha. Đường đây sao nha. Đây, mấy nhỏ đây. Ăn ngon nữa ké kìa. Mèo đó bày mèo. Úi tà tè. Ngon quá. Bây giờ tao mày lọc nước đây. Lọc nước mày đây. Đấy ngon. Bên này bỏ thái xuống, bên này bỏ keo lên. Té bên này không à. Ngon quá. Đi vô luôn cho trời mình nghe. Ngon miêu. Úi tà tè. Đó, tí giờ sư tử coi thứ này. Có ké rồi, có ké không? Như thế nào? Tí khi tiếp tục. Có. Tí
Món này quá tuyệt vời. Ngon luôn. Xuống đó xong rồi